Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn làm cái sách truyện này ha. Thì sau khi mà mình đã làm được cái trang chủ rồi, thì bây giờ mình sẽ đi làm tiếp cái danh mục đi ha, cái danh mục như thế này. Ủa, cái này trang chi tiết, cái này trang chi tiết. Thì cái trang danh mục á, mình sẽ cho nó trả về cái trang trang danh mục. Mình sẽ xem lại ha. Danh mục class bằng danh mục. Danh mục slug nè, class bằng danh mục nè, index class bằng danh mục đây. Cái này thì nó sẽ trả về cái mình thiếu cái trang danh mục các bạn, mình thiếu cái trang danh mục. Thì ở đây các bạn tạo cho mình một cái trang pages mới, gọi là cái trang danh mục chấm plate chấm php ha. Thì cái trang danh mục này mặc định nó giống cái trang home thôi các bạn ha. Mình copy cái trang home qua đây. Thì cái này cái mình để hiển thị tên danh mục nè ha. Rồi ở đây chuyện mình vẫn để im ha, chuyện mình vẫn để im. Chuyện dựa vào danh mục thì ở đây các bạn sẽ cho mình một cái web root nữa. Cái này là chi tiết nè, cái này danh mục là chi tiết nè. Thì danh mục slug, sử dụng danh mục thì ở đây mình sẽ để vào trang chạy vào trang danh mục ha, chạy vào trang danh mục, click danh mục rồi ok. Bây giờ mình sẽ chạy vào trang danh mục, quay lại cái trang danh mục. À, mình sẽ lấy chuyện với bạn, chuyện order by where bằng không nè, và tiếp tục của where, các bạn sẽ cho mình where, cái đây các bạn sẽ xem nè, chuyện kinh dị lúc nửa đêm nè. À, que cái slug ha, que cái slug. Slug chuyện. Dựa vào danh mục ID. Ở đây mình có slug, slug danh mục. Ở đây các bạn sẽ cho mình là một cái là slug danh mục slug đi, nó sẽ bằng bằng ở đây các bạn sẽ cho mình là danh mục, ở đây các bạn để cho mình là danh mục ID đi ha. Thì nó sẽ bằng là danh mục, các bạn sẽ lấy ra là where, điều kiện là slug danh mục nó phải bằng cái slug mà mình truyền qua để mình lấy được cái ID ha các bạn. Rồi sau đó là mình sẽ là tag one thôi ha, tag one là lấy một thôi các bạn ha. Rồi, sau đó là mình để là first đi, first là lấy một đi. Rồi ở đây mình sẽ echo ra thử cái danh mục ID, suy ra ID đi ha. Rồi bây giờ mình thử đây, ID của mình là 4 nè, chuyện 98 là 2 và kinh dị là 1 ha. Rồi tại vì mình phải lấy được ID, tại trong cái chuyện á, trong cái cột chuyện á, nó so sánh cái chuyện dựa vào cái danh mục ID ha, chứ nó không so sánh dựa vào slug, cho nên mình bắt buộc mình phải lấy ra ID. Rồi ở đây thì các bạn chỉ việc là where cho mình. Điều kiện là gì các bạn? Điều kiện là danh mục ID nè, danh mục ID nó phải bằng gì các bạn? Nó phải bằng danh mục ID. Rồi ok, get ha. Ở đây mình sẽ chuyển luôn. Rồi sau đó các bạn quay lại cho mình cái danh mục, mình sẽ nhả cái project này ra. Bây giờ các bạn sẽ refresh. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển kinh dị nè, lúc nửa đêm thì hình như không có chuyện 98, không có chuyện kinh dị, không có luôn chuyện lúc đêm 98. Ủa có hai cái mà ta sao nó không hiển thị ta? Ở đây là trang danh mục ha, danh mục. Thì cái danh mục này bây giờ mình không cho slide đi, không cho slide, đóng slide lại. Rồi bây giờ chuyện kinh dị, chuyện 98. Coi lại coi ha. Order by where kết hoạt bằng không,
Where danh mục ID bằng danh mục ID suy ra cho các bạn, suy ra ID. À, suy ra ID mới đúng, suy ra cột ID nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ refresh. Đó, một chuyện nữa các bạn. Chuyện kinh dị ha, đó. Rồi, chuyện kinh dị không có. Rồi. Rồi, các bạn sẽ cho mình một cái PHP như thế này. Account mình sẽ đếm cái chuyện ha, mình sẽ đếm cái mảng chuyện này. Thì ở đây là không rồi các bạn. Ở đây chuyện trinh thám có một thì nó để hiển thị là một ha. Rồi. Thì các bạn sẽ cho mình là nếu ở đây cái nếu ha, mình sẽ kiểm tra là nếu là cái count bằng bằng không có nghĩa là không có dữ liệu các bạn ha, bằng bằng không đây cho vào đây. Thì bằng không thì mình sẽ eo, còn không thôi thì mình sẽ làm như thế này. Print này sau đó là enif ở dưới đây ha, enif. Rồi. Nếu có dữ liệu thì in ra, còn không có thì mình sẽ cho ba cột này luôn. Copy nào. Hoặc là các bạn để một cái thẻ B đây cũng được ha. Dữ liệu hiện tại chuyện đang cập nhật ha. Rồi, chuyện đang cập nhật. Rồi, bây giờ mình thử chuyện kinh dị chưa có nè, thì nó in là chuyện đang cập nhật ha. Còn những cái chuyện kia có thì nó chỉ việc là forex ra thôi. Đó. Thì các bạn cũng có thể copy ba cột này, bỏ này cũng được ha. Bỏ đây xong các bạn sẽ thay đổi là hình ảnh bỏ đi nè. Ở đây cái card body ha, cái body thì mình để là ở đây mình sẽ cho mid là 12 ha, mid 12. Đây mình để là chuyện chưa cập nhật. Chuyện đang cập nhật ha. Cập nhật. Rồi. Đó, thì nó ra như thế này.